đến từ thủ đô Hà Nội, Subin Hoàng Sang. Hãy ôm vang tên của Subin để chào đón anh lên sân khấu thôi nào. Xin chào tất cả mọi người ạ. FPT Polytechnic và Subin được biết ạ. Wow, có phải SC của Subin nữa kìa. Subin được biết là chương trình để chúc mừng những bạn tân sinh viên. Thì Subin hy vọng rằng các bạn sẽ có một năm học mới thật là vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết
và hãy yêu cái nghề mà mình đang theo đuổi. Và Subin hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội khác để có thể hát cho tất cả các bạn nếu như có cơ hội quay lại được không ạ? Và ca khúc tiếp theo ngay sau đây sẽ là một ca khúc mà Subin cũng mang Subin đến gần khán giả rất là nhiều. Anh ơi, trước khi hát bài thứ hai, anh chụp giúp em với các bạn một tấm được không? Và bài hát được mang tên Phía Sau Một Cuộc Đời. Chào một tay lớn hơn nữa được không ạ? Yeah, quá tuyệt vời luôn.
Và để không để không khí nó trùng xuống nữa, Subin sẽ hát tiếp một bài tiếp theo. Và bài hát này được mang tên Và Thế Là Hết. Go! Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 bạn may mắn để tham gia chương trình cùng với Subin Hoàng Sơn. Phần của Subin ơi ạ. Và 5 người này sẽ là